Chang Nara và Jung Yong Ho qua CN Blue khi pháp sư Trư Ta đụng độ kẻ lừa đảo tinh quái. Mới đây, nhà sản xuất của dự án phim truyền hình Cô Chủ Ma Quái Seojo Haunted House đài KBS2 vừa tiết lộ một số poster mới với sự tham gia của Chang Nara và Jung Yong Ho qua CN Blue. Phim thuộc thể loại giả tưởng, kể về đại lý bất động sản và một kẻ lừa đảo cùng nhau hợp tác để xua đuổi những hồn ma và linh khí xấu xa khỏi những khu đất bị ma ám. Chang Nara sẽ đóng vai Hong Jia, một thầy trừ tà nóng tính, bà chủ của bất động sản Jae Park. Với vẻ đẹp và bộ não của mình, bên ngoài cô ấy có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng cô ấy là một người nóng tính, thừa hưởng khả năng bắt ma từ mẹ của mình. Thông qua cô chủ ma quái, Chang Nara sẽ thực hiện tất cả các pha nguy hiểm liên quan đến quyền anh, chiến đấu thể chất và hành động trên không để tiêu diệt nhiều ác ma rắc rối. Jung Yong Ho qua sẽ trở lại mang ảnh nhỏ sau 4 năm nữa với vai Om In Pung, một kẻ lừa đảo giả làm thầy bắt ma, lợi dụng những người tin vào ma để kiếm tiền dù bản thân không tin vào ma. Anh là một nhân vật có tư duy nhanh nhạy với khả năng quan sát và logic cao, điều này khiến anh trở thành kẻ lừa đảo hoàn hảo. Trong bộ ảnh tĩnh mới, Hong Jia chuẩn bị làm lễ trừ tà bằng cách thắp hương, trái ngược hoàn toàn với gương mặt nhợt nhạt, cô ấy mặc một bộ đồ đen đơn điệu với một chiếc pinyao trong cài tóc truyền thống của Hàn Quốc trên tóc. Làn khói từ lò hương hoàn thành tạo ra cảnh ma mị hoàn hảo. Khi Hong Jia giải phóng một luồng khí đen tối với vẻ mặt lạnh lùng trong căn phòng ánh sáng xanh không có người ở, người xem tò mò muốn tìm hiểu thêm về nhân vật và bối cảnh của cô ấy khi gặp nhiều hồn ma khác nhau. Trong khi Ong In Boom đến một khu vực u ám với một chiếc máy ảnh tối tân, anh mặc lên người bộ vest chỉnh tề với mái tóc chải phông và đôi mắt mở to đầy cảnh giác. In Boom sẽ sớm giới thiệu bài phát biểu hùng hồn của mình để đối phó với cuộc khủng hoảng trước mặt. Liệu anh có thể thực hiện trò chơi này để đạt được những gì mình muốn không? Hay cuộc gặp gỡ thực sự với hồn ma sẽ khiến anh trở thành một người đàn ông tốt hơn? Thêm vào đó, trong những tập upfit mới được tung ra, Hong Jia và Ong In Boom có ánh mắt sắc lạnh, cảnh giác khi họ bước vào trong một ngôi nhà cũ kỹ, tối tăm, không có đồ đạc hay người ở. Tuy nhiên, khi bắt đầu leo cầu thang lên tầng 2, họ dường như không nhận thấy một bóng đèn đáng sợ đang rình rập ở đầu cầu thang. Theo những người có mặt trong buổi chụp poster, bầu không khí trên phim trường thực tế không giống sự căng thẳng và sự rung cảm kỳ lạ của thành phẩm. Trái ngược hoàn toàn với những tấm áp phích làn sống lưng, Chang Nara và Jung Yong hồi qua đã tinh nghịch cười đùa trong suốt thời gian họ chuẩn bị cho buổi chụp hình. Nhưng ngay khi đến lúc tạo dáng trước ống kính, cả hai đã nhập tâm trở lại nhân vật một cách ấn tượng. Các nhà sản xuất của Cô Chủ Ma Quái nhận xét, trên trường quay, Chang Nara và Jung Yong Ho qua là những diễn viên thực sự có công tác, bật tác rõ ràng. Thật ngạc nhiên khi ánh mắt của họ thay đổi khi đối diện trước máy quay. Họ tiếp tục nói thêm, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ dành nhiều sự quan tâm đến Cô Chủ Ma Quái. Bộ phim sẽ chào đón người xem bằng một câu chuyện mới và độc đáo, cũng như màn trình diễn của Chang Nara và Jung Yong Ho qua. Trước đây, Chang Nara đã thực hiện một số pha hành động nguy hiểm trong Hoàng hậu cuối cùng và I Remember You, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một bộ phim truyền hình tập trung vào các cảnh hành động. Sau khi nhận vai, mỹ nhân không tuổi lập tức đến trường học hành động và bắt đầu quá trình huấn luyện khắc nghiệt để thể hiện rõ hơn những kỹ năng tuyệt vời và hào nhoáng của Hong Jia. Đội ngũ sản xuất bộ phim cho biết thêm, mặc dù chịu áp lực nặng nề khi phải dẫn dắt toàn bộ bộ phim, nhưng Chang Nara vẫn luôn mang lại năng lượng tích cực trên trường quay bằng nguồn năng lượng tươi sáng của mình. Cô sẽ khiến người xem mê mẩn với những pha hành động mạnh mẽ, trái ngược với vẻ ngoài mỏng manh. Xin hãy quan tâm đến Cô Chủ Ma Quái, nơi niềm đam mê của Chang Nara sẽ nổi bật hơn bao giờ hết.